Bé 11 tuổi này là tổng thống mới của nước Mỹ. Mới nhận chức ngày đầu tiên, chuyện đầu tiên cậu ta làm bomb Russia. I'm just kidding, don't worry. Mặc dù chỉ là đùa, nhưng bộ trưởng bộ quốc phòng bị dọa chết khiếp. Mà thế đã đành, người ta làm tổng thống thì tìm cách tham ô. Còn cậu ta thì cho toàn quốc được miễn phí phát máy chơi game Nintendo PlayStation, muốn chơi gì cũng được. Đến tường lửa cấm trẻ vị thành niên cũng bị bỏ. Nhưng một cậu bé 11 tuổi làm sao lại trở thành tổng thống vậy? Thế thì phải nói đến vị quản lý này rap. Với kinh nghiệm phong phú, chuyên môn giúp những người có ít ảnh hưởng nhất trở thành tổng thống mới. Nhưng lần này anh ta thất bại rồi. Anh ta không thành công hủy hoại danh tiếng. Suốt 2 năm trời, rap chỉ biết ở quán rượu uống cho quên. Mà tổng thống trong vòng 2 năm này cũng không được tích sự gì. Tỷ lệ phạm tội ở đất nước đạt mức cao nhất. Tham ô càng ngày càng nặng, các loại vấn đề gộp lại, dân chúng bắt đầu tức giận. Nhưng lúc này trên TV đưa ra một tin tức mới. Một cậu bé 11 tuổi muốn tham gia tranh cử tổng thống. Cậu bé hy vọng thế giới hòa bình, ai cũng được đi học. Và quan trọng nhất, nếu như cậu được lên làm tổng thống, sẽ tặng máy đồ chơi cho mọi người. Vừa nói xong, người trong quán bar đều cảm thán sẽ bỏ phiếu cho cậu, khen cậu bé rất có tâm, nên bầu cho cậu bé một phiếu. Ad nhìn thấy phản ứng của mọi người, mà video này cũng có lượng xem khủng. Anh trong lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo, anh muốn giúp cậu bé 11 tuổi này trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Nếu như thành công, anh có thể lật mình thành công rồi, lại có thể đứng từ trên cao. Cậu bé 11 tuổi này muốn tranh cử tổng thống, cậu nên làm gì đây? Đầu tiên là bài phát biểu chiến dịch, mọi người đều sẽ có việc làm. Mỗi tuần chỉ cần đi làm một ngày, người nuôi chó được tặng mèo, người nuôi mèo sẽ có chó. Cả nước sẽ miễn phí máy chơi game, các nhóm nhạc một năm mở concert một lần. Sau đó dưới sự giúp đỡ của rap, cậu còn có đoàn đội làm việc chuyên nghiệp, quay MV để thu hút bỏ phiếu, trở thành idol quốc dân, để nhận được phiếu của người trẻ tuổi. Được rap hỗ trợ, người ủng hộ cậu càng nhiều, phiếu càng cao, ai ai cũng cho cậu một phiếu. Nói dưới sự lãnh đạo của cậu bé, quốc gia sẽ cường đại hơn. Mà mọi người cũng là fan của cậu bé. Rất nhanh cuộc thi biện luận bắt đầu. Trước đó, cậu sẽ được huấn luyện để thi biện luận. Nhưng cậu mới chỉ có 11 tuổi, đối diện những vấn đề chính phủ, không hiểu gì cả. Cho dù huấn luyện thế nào, toàn đội cũng không chút hy vọng, cảm thấy cậu bé sẽ thua chắc. Nhưng rap lại rất tự tin. Các người có biết MV cậu ta quay có biết bao người xem không? Đây là người nổi tiếng đó, sao có thể thua được? Kết quả đến hôm biện luận, biểu hiện hôm đó phải nói không còn mặt mũi gì. Đối diện những vấn đề chuyên nghiệp, cậu trở nên rối bời nhút nhát, không trả lời được câu nào. Trong đầu toàn là trò chơi, kết cục cũng phải đoán, cậu bé thua chắc. Lần này rap bị người cùng ngành cười nhạo, đến bố mẹ của cậu bé cũng thất vọng vô cùng, bảo anh đã hủy hoại con trai họ. Dù sao lúc bắt đầu, rap đã vẽ vời cho họ tương lai thế nào. Nếu như bọn họ thắng, cậu bé sẽ trở thành tổng thống, cả nhà họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Cho dù là thua đi nữa, cậu bé cũng đã nổi tiếng rồi, đến lúc đó chỉ quay quảng thôi cũng kiếm được ối. Nên cho dù thua hay thắng, cả nhà bọn họ đều sẽ kiếm được tiền. Bố mẹ nghe thấy thế cũng vui vẻ đồng ý với rap để cậu bé đi tranh cử. Nhưng không ngờ rằng bây giờ lại bị thế này, đây còn cái gì nữa đâu. Gặp phải chuyện này, rap cũng mất ăn mất ngủ.